Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn thiết bị ghi hình Atomos Ninja Flame. Hiện giờ mình đang gắn cái máy vô cái camera của mình, các bạn thấy cái hình nó bị trùng lặp như vậy. Cái thiết bị này có thể ghi được hình độ phân giải 4K ở 30 khung hình một giây, màn hình 7 inch, độ sáng ngoài trời là 1.500 nits, nghĩa là gấp 2 tới 3 lần iPhone 7. iPhone là cái nits ngoài trời khoảng 600. Cái máy này coi ngoài trời là thoải mái. Giờ mình sẽ giới thiệu cái menu phía trên trước. Trên đây là cái cổng vô hiện giờ mình đang là 4K 30 khung hình giây. Đây cái tên cái máy, mình cái trigger bằng cổng HDMI, nghĩa mình bấm thu hình trên cái máy Sony của mình là cái máy này tự động nó trigger luôn. Cái color correct này mình không cần, không có xài, bấm bạn xem ha. Ồ, đang quay nó không cho bấm. Thu hình thì ở 4K 30 khung hình giây. Cái máy này có cái chế độ time lapse. Dưới đây là file name, output. Cái máy này có cổng vô HDMI và cổng ra cũng HDMI. Cái output HDMI này là mình để gắn vào một cái màn hình nữa. Đây mình chỉnh mà mình không không có cái màn hình phụ thứ hai nên mình không show các bạn được. File name là chỉnh tên cho cái file mình thu thôi. Cái tiếp theo là ổ độ phân giải nào. Đây là ổ cứng. Mình đây bấm đây thì thông tin của ổ cứng của mình. Đây pin. Hiện giờ mình cái máy này bỏ gắn được hai cục pin và cổng nguồn DC. Mình máy chỉ hiện gắn một cục pin thôi. Dưới đây là âm thanh ha, mình nói thấy nó nhảy lên. Đây là cái bên là cái headphone, chỉnh độ lớn lớn nhỏ headphone mình đang sử dụng, mình chỉnh kéo xuống nhỏ nhất. Đây chế độ ghi hình, mình đã bấm chỗ ghi hình nó hiện hình vuông nè. Máy này có chế độ playback nữa. Mình hiện giờ đang ghi hình nên nó playback không được. Giờ mình vô menu ha, menu có gì đó. Menu có cái như là file name. Và nên cái tên của file mình ghi thôi. Time code là mình xin với cái tí với cái hình vô cái máy này dành cho mấy cái máy quay chuyên nghiệp á. Mình không có, mình xài time code không có được. Đây time ngày giờ thôi, chỉnh ngày giờ, thông tin của cái máy nè, máy tên là Ninja Flame nè, rồi chỉnh chỉnh màn hình. Đây chỉnh màu sắc màn hình linh tinh rồi đó, nên mình không có đụng vô này. Một bạn thấy một dưới đây nè, đây một quan trọng nhất của cái máy. Mình đi từ bên trái phải đi. Mục đầu tiên là cái độ sáng trên khung hình. Cái đầu tiên là cái waveform, bấm như này con coi thử ha, để mình bật thấy lớn cho bạn rõ lên. Rồi đó, waveform ở đây nè. Đây waveform nghĩa là đo độ sáng của cái khung hình. Mấy cái xem chế độ đo màu sắc. Cái này đo vector, cái này cũng là vector luôn nè. Cái này vector màu, cái này vector về cái màng trắng. Thì mình xài cái đo độ sáng như khung hình thôi. Đây là chỉnh sáng sáng hay tối, coi cho rõ thôi mà. Đây, thế đo toàn khung hình. Mấy chỗ cao nhất này bạn thấy là mấy chỗ sáng sáng nhất. Mấy chỗ thấp thấp dưới đây là thiếu thiếu sáng nè. Đây, mình chỉnh được như thế này cũng chỉnh như thế này. Ngang hết màn hình. Cái tiếp theo á, coi điểm focus. Đây bạn thấy nó hình màu xanh không? Mấy xanh chỗ này nè, đó là mấy điểm focus để mình chỉnh màu xanh đây. Đây là chỉnh trắng trắng đen, còn đây là chỉnh tắt hết màu. Đó, thấy 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 rõ hơn. Nó thấy cái viền xanh là mình đang cái điểm nó được focus. Còn cái chỉ sáng đây là zebra. Biết là chắc các bạn phim đa phần máy thì mấy thời nay đều có cái chế độ này, có chỗ bị cháy sáng mà. Cái này là đo độ chỉ sáng, màu màu cam là bị cháy, còn màu xám là màu bị thiếu sáng. Bạn phải coi bảng đo màu ở đây nè. Còn cái này là chuyển nguyên màn hình sang màu blue để coi em anh bị noise không. Còn máy này là độ phân giải màn hình thôi, 16.9, 2.4, 1.9, 4.3. Mình để lại cái chế độ đúng như cái máy Sony của mình. Cái mình thích nhất là cái zoom. Zoom mình zoom bạn coi ha, bấm vô lại đó, bạn thấy coi zoom thấy không, bạn thấy mình, zoom mình di chuyển không, zoom 2.1 á, giờ zoom 1.1 nè, nó bự hơn chút. Mình di chuyển bằng đây bên đây cũng được. Đây ha, bạn thấy kéo lên xuống hoặc là kép trên đây cũng được, rất là nhạy như cái iPad vậy đó. Bấm như này cho tắt. Còn đây chế độ đánh dấu, ví dụ mình thích khung hình nào thì mình đánh dấu vô, không thích thì bấm reset. Đây nó chợ tạo nhiều mấy cái tag sẵn cho mình nè, như nhiều chỗ mình cần chỉnh màu thì bấm chữ color, nhiều âm thanh không được tốt thì mình đánh dấu vô cái khoảng đoạn đoạn video nào á nó bị chút lúc trong lúc mình thu hình mình đánh dấu vô thôi. Đánh dấu vô là mình lúc mình bỏ bỏ vô máy á,
mình xuất là file SML đó, mình bỏ vô máy như phần mềm Final Cut Pro, nó sẽ nhận nhận được mấy, mình sẽ đọc cái file SQL là mình biết cái đoạn nào để đánh dấu là mình sẽ xử lý thôi. Cái tiếp theo là cái hiển thị màn hình. Hiện giờ mình đang hiển thị ở chế độ Red 109, là cái đa phần máy nào cũng hiện, máy Sony đều ở Red 709 hết. Thì mình đã chỉnh màu sẵn rồi các bạn. Chứ bình thường vô hình thì mình nên chỉnh sang chế độ S-Log 2 á. Nếu S-Log 2 thì màn hình nó bị xám xám, nhìn khó khó chịu, đâu đâu màu sắc gì đâu. Thì mình bấm vô cái bên đây nè, nó gọi là Atom SDR đó, bấm đây thì nó sẽ chuyển sang màu màu cho bạn coi cho dễ dàng. Mà hiện giờ mình đang màu sẵn trong cái máy Sony của mình rồi, nên mình vẫn quay lại chế độ Red 709. Máy mình ở Sony nè, mình chỉnh máy Sony, Samsung, Nikon, bất cứ máy nào cũng có ở đây hết. Gamma là gamma gì? Mình là S-Log 2. Gamut nó ghi thông số cái máy mình hết ở bên bên đây rồi nè. Còn mình bạn muốn custom chữ tự tự chỉnh cho bạn cũng được. Xài máy nó custom sẵn rồi thì bấm bên đây, mình sẽ nó động nhận cho mình. Thì mình bấm vô vô cái item SDR là nó sẽ hiển thị màu sắc đầy đủ. Chứ nếu bạn không xài item SDR là nó không hình hình bạn lúc bạn quay file S-Log 2 là màu nó bạn đâu có màu màu đâu, nhìn màu nó xám xám, nhìn khó chịu. Rồi mình giới thiệu sơ qua các bạn trong máy về cái máy Atomos Ninja Frame này thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bạn thích thì like ha, gì subscribe cái channel của mình, rồi có gì video tiếp theo thì các bạn biết không, các bạn theo dõi có câu hỏi gì thì comment nha. Thôi mình bấm máy đây.